Kính thưa quý thính giả của dân làm báo, gần đây tôi có viết một bài về phong trào đấu tranh ở Hồng Kông. Tôi đặt tựa đề là Gót chân Achilles của Bắc quyền phương Bắc đã được đăng trên trang dân làm báo. Xin kính mời quý thính giả lắng nghe. Kính thưa tất cả quý vị, chúng ta những ai quan tâm, theo dõi các diễn tiến tại Hồng Kông đều thấy tình trạng có vẻ bế tắc của cuộc đấu tranh giành dân chủ gần đây. Phát khởi từ dự luật thay đổi, luật dẫn độ Đến nay đã 6 tháng, những cuộc xuống đường rầm rộ ở Hồng Kông đã nhanh chóng lớn mạnh thành phong trào đấu tranh cho dân chủ với những đòi hỏi thay đổi cụ thể. Phong trào này đã trở thành một ví dụ kinh điển cho các phong trào đấu tranh bất bạo động giành dân chủ bằng cách huy động sự hỗ trợ và tham gia của nhiều thành phần quần chúng, áp dụng các chiến thuật di chuyển nhanh, gọn trong tinh thần kỷ luật và kiên trì cao độ không có sự lãnh đạo nào được công nhận trong các cuộc biểu tình ở hồng kông các cuộc xuống đường được điều phối bởi nhiều tổ chức khác nhau hiện hữu trong xã hội dân sự của hồng kông vì không thể tiêu diệt các tổ chức và các nhóm tập hợp vốn có cấu trúc uyển chuyển và lỏng lẻo và cũng không thể gây hiệu ứng sợ hãi trong quần chúng bằng cách sử dụng bạo lực nên cuộc đàn áp của đảng cộng sản trung quốc và cảnh sát hồng kông chỉ làm trầm trọng thêm cuộc đối đầu giữa người dân và chính phủ Hồng Kông cũng như chủ nhân ông ở đằng sau là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngay từ ban đầu, dân Hồng Kông đã biết rõ hai điều. Thứ nhất là Đảng Cộng sản Trung Quốc chắc chắn sẽ không đáp ứng thuận lợi đối với các cuộc biểu tình và người biểu tình sẽ gặp sự đàn áp khốc liệt. Và thứ hai là Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính quyền địa phương cũng khó thể bịt miệng hoàn toàn tiếng nói của quần chúng biểu tình trước thế giới vì vị trí trung tâm kinh tế của Hồng Kông. Hai điểm này kèm với sự tổ chức có thể nói là hoàn hảo của một phong trào đấu tranh quần chúng bất bạo động đã báo trước một cuộc chiến giằng co giữa chính phủ Hồng Kông và đoàn biểu tình sẽ đưa đến bế tắc và không có một phe chiến thắng rõ rệt ngay trước mắt. Những sự kiện này cho thấy sự bế tắc sẽ còn kéo dài và đây là một cuộc chiến nhằm làm tiêu hao lực lượng đối phương. Câu hỏi đặt ra là bế tắc sẽ kéo dài bao lâu? Và bên nào sẽ phá vỡ tình trạng dập chân tại chỗ như hiện nay? Thời gian là kẻ thù của mọi cuộc cách mạng. Nhưng có thực sự, phong trào ở Hồng Kông sẽ suy yếu với thời gian. Ở tổ đỉnh của cao trào đấu tranh, hơn 2 triệu người trong thành phố, gồm 7 triệu cư dân đã xuống đường trong một cuộc biểu tình quy mô có lẽ đây là tỷ lệ lớn nhất trong thời cận đại. Nếu ở các nước khác có là cuộc biểu tình rầm rộ ở quy mô tương tự, gần như chắc chắn đã gây ra những thay đổi chính trị. Thế nhưng cho đến nay hầu như vẫn chưa có thay đổi nào trong bối cảnh chính trị ở Hồng Kông. Tuy nhiên với tất cả các thắng lợi chính trị trong cộng đồng quốc tế và sự kiên trì đấu tranh của phong trào, các cuộc biểu tình dù có lớn hơn, quy mô hơn vẫn không có khả năng gây ra bất kỳ phản hồi tích cực nào từ chính phủ hồng kông lý do là vì đối thủ thực sự của dân chúng hồng kông trong thực tế không phải là chính quyền hồng kông mà là chế độ độc tài cai trị ở trung quốc do đó tầm mức quy mô hay cường độ của các cuộc biểu tình sẽ không thể mang đến những thay đổi chính trị nào từ chính phủ hồng kông thế thì phong trào đấu tranh dân chủ tại hồng kông liệu sẽ mang lại kết quả gì cho cư dân ở đấy và sẽ có ảnh hưởng gì đến quốc tế. Ngày nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc là chế độ độc tài mạnh nhất thế giới. Trong 30 năm qua, chế độ này đã có hiệu quả cao trong việc đè bẹp mọi xu hướng bất đồng chính kiến trong nước. Nhưng Hồng Kông đã phá vỡ kỷ lục đàn áp của Trung Quốc, thuộc địa cũ của Anh vẫn tiếp tục ấp ủ truyền thống tự do cá nhân và thể chế pháp trị. Người dân Hồng Kông tiếp tục khẳng định và cổ suý các nguyên tắc chính trị tạo thành phản đề đối đầu với hệ tư tưởng cộng sản của đảng cầm quyền tại Trung Quốc. Xã hội dân sự ở Hồng Kông vẫn được quan tâm, phát triển mạnh, khiến hầu hết các phương tiện kiểm soát chính trị được cả đảng cộng sản Trung Quốc sử dụng như phong tỏa thông tin, chia rẽ và chinh phục, đe dọa và mua chuộc, hầu như đã không tạo được nhiều ảnh hưởng đến đa số người dân ở Hồng Kông và cũng chính vì sức mạnh của xã hội dân sự của Hồng Kông với các tổ chức quần chúng trải rộng hoạt động ở khắp mọi nơi mà phong trào đấu tranh đã được điều phối uyển chuyển di chuyển linh động mềm như nước không hình thù không màu sắc đảng phái nên các cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Cảnh sát Hồng Kông đã không thể tiêu diệt được phong trào bằng các đòn phép bạo lực quen tay xưa này mà chỉ làm trầm trọng thêm cuộc đối đầu giữa người dân và chính phủ Hồng Kông cũng như chủ nhân ông đảng tàu cậu. Ngoài yếu tố phát triển vượt bực của cấu trúc xã hội dân sự tại Hồng Kông, lý do khiến đảng Cộng sản Trung Quốc khó dập tắt phong trào tại đây là vì vai trò kinh tế đặc biệt của Hồng Kông. Từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền cho đến thời kỳ cải cách kinh tế Trung Quốc và cho đến thời điểm hiện đại, Hồng Kông đã đóng vai trò là tiền đồn cho thương mại quốc tế kết nối Trung Quốc với các nước trên thế giới. Kết quả là phong trào dân chủ tại Hồng Kông đã phải mất một thời gian để xây dựng sự hỗ trợ quốc tế cho các cuộc biểu tình và việc Hoa Kỳ ban hành đạo luật nhân quyền và dân chủ cho Hồng Kông là một trong những kết quả thuận lợi cho phía quần chúng yêu chuộc tự do. Sau khi Tổng thống Trump ký ban thành luật nhân quyền và dân chủ cho Hồng Kông, không một quan chức cấp cao nào của Hồng Kông tỏ thái độ phản đối các cuộc biểu tình dù Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lên tiếng phê phán gây gắt. Đạo luật này đóng vai trò làm công cụ răng đe mạnh mẽ đối với các thành phần chính giới thân gần của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Hồng Kông và khiến chính quyền địa phương phải suy nghĩ kỹ về các chiến thuật đàn áp. Sự chuồn bước không dám thẳng tay tiêu diệt phong trào dân chủ ở Hồng Kông cũng tạo ra hiệu ứng ảnh hưởng đến quần chúng trong đại lục trong cuộc biểu tình gần đây tại thành phố mao minh tỉnh quảng đông dân chúng địa phương đã sử dụng cùng những khẩu hiệu tương tự như của đoàn biểu tình tại hồng kông ngay cả trên mạng internet ở đại lục với sự kiểm soát chặt chẽ của trung quốc người ta thấy xuất hiện những nhận xét dí dỏm bắt chước theo các câu khẩu hiệu được sử dụng trong các cuộc biểu tình ở hồng kông điều này giúp khẳng định vai trò làm cầu nối của hồng kông đưa thông tin đến đại lục và cuối cùng sẽ làm suy yếu sự phong tỏa thông tin, thông tin sai lệch và tuyên truyền một chiều của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Với thời gian trôi qua và thông tin về đạo luật nhân quyền và dân chủ cho Hồng Kông của Tổng thống Trump và những thông tin tương tự về xu hướng thế giới ủng hộ cho một Hồng Kông dân chủ lan rộng, dân chúng ở Đại lục cuối cùng được biết nhiều hơn về sự thật những gì đã xảy ra ở Hồng Kông và quan điểm thái độ chính trị của họ cũng sẽ dần thay đổi. Điều rõ ràng là Hồng Kông chắc chắn không phải là Bắc Kinh vào năm 1989 nơi các cuộc biểu tình chỉ kéo dài 56 ngày. Dân Hồng Kông đã chuẩn bị để đảm bảo một cuộc chiến kéo dài với chi phí tối thiểu. Tận dụng vị trí đặc biệt của Hồng Kông là trung tâm kinh tế, phong trào dân chủ ở Hồng Kông đã huy động sự hỗ trợ từ khắp nơi trên thế giới. Dù là một thành phố nhỏ, nhưng Hồng Kông cho thấy có tiềm năng khởi phát những hành động chống trả đồng loạt của cộng đồng thế giới trước thái độ hung hãn bành trướng của Trung Quốc. Nhiều quốc gia dân chủ khác, trong đó có Canada, bắt đầu thảo luận những dự luật ủng hộ Hồng Kông và bày tỏ thái độ với Trung Quốc như Hoa Kỳ. Trong những năm gần đây, đã Cộng sản Trung Quốc đã tăng cường kiểm soát xã hội và đàn áp mạnh tay nhiều cuộc xung đột che đậy các vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất là đối với các thành phần tôn giáo và dân tộc thiểu số khiến các cuộc xung đột xã hội ngày càng sâu sắc hơn trong khi đó tăng trưởng kinh tế của trung quốc đã có dấu hiệu mệt mỏi cuộc chiến của dân chúng ở hồng kông đã giúp càng ngày nhiều người dân trung quốc nhìn thấy ngọn đuốc lóe sáng ở cực nam của đất nước họ và hiểu hơn những giá trị dân chủ, lý tưởng tự do và những sự thật đang diễn ra quanh họ. Càng lúc, Đảng Cộng sản Trung Quốc càng mất dần độc quyền ảnh hưởng tư tưởng dân chúng đại lục. Đây là một phản đòn đánh thẳng vào hệ thống tuyên truyền và bóp méo thông tin của các loa Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các cuộc xuống đường kéo dài trong suốt nửa năm tại Hồng Kông giúp dân chúng đại lục thấy rằng sự kiên định là sức mạnh. Trong tương lai, khi đảng cộng sản trung quốc càng muốn siết chặt kiểm soát xã hội càng tạo thêm sức ép khiến dân chúng đại lục sẽ trỗi dậy phản kháng tóm lại phong trào dân chủ tại hồng kông dù có gặp bế tắc trước mắt nhưng về lâu dài cuộc đấu tranh dân chủ của hồng kông sẽ góp phần đáng kể làm suy yếu quyền bá chủ của đảng cộng sản trung quốc không chỉ ở bán địa mà còn trên toàn thế giới dù có thể chưa thắng lợi ngay lúc này nhưng chắc chắn với thời gian những thay đổi chính trị ác sẽ đến không chỉ ở Hồng Kông mà cả ở Bắc Kinh. Câu nói, dân Hồng Kông không sợ chưa chiến thắng, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc sợ dân Hồng Kông không thua. Nhận định này của một nạn nhân thiên an môn và cựu tù nhân chính trị sống sót từ cuộc tàn sát đẫm máu của Trung Quốc, phải chăng là điềm báo trước ngày suy tàn của Đảng Cộng sản Trung Quốc và phong trào dân chủ Hồng Kông chính là gót chân Achilles cuộc chủ nghĩa đế quốc Trung Hoa. Bài viết đến đây là chấm dứt. Xin thành thật cảm ơn tất cả quý thính giả đã lắng nghe.